Phản cảm đỉnh điểm, fan cuồng quan hải làm clip đồn đoàn văn hậu qua đời, nghe lý do còn phẫn nộ hơn. Thời gian qua, trên TikTok xuất hiện không ít tin đồn nhảm nhí, lấy tính mạng của nhiều người nổi tiếng ra để câu like, câu view. Cụ thể, Phương Mỹ Chi, hot TikToker Võ Thành Ý lần lượt bị đồn đã qua đời dù còn sống sờ sờ. Nạn nhân mới nhất của trò lưu phản cảm này là chồng quốc dân đoàn văn hậu, khiến dân tình phẫn nộ đỉnh điểm. Cụ thể, một tài khoản TikTok có tên NN đã làm clip với tình huống văn hậu qua đời cầu thủ tên đoàn văn hậu trên đường đi về nhà thăm gia đình đã không may bị tai nạn được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi xin chia buồn cùng gia đình không dừng lại ở đó người này còn dựng lên phản ứng của quang hải người anh thân thiết với văn hậu trong đoạn clip quang hải pha ke bày tỏ rất nhiều câu mùi mẫn sau khi thấy tin đồn về văn hậu thậm chí chủ nhân của đoạn clip còn ship hai chàng cầu thủ này là một cặp nên bịa ra những tin nhắn khó đỡ như em hứa sẽ cưới anh mà sao bây giờ em ở đâu người yêu ơi xin em hãy nói đi sau khi dùng tên quan hải gửi gắm các loạt tin nhắn vào status tình cảm thì TikToker còn cho cả Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng làm cameo. Trong đoạn clip, ba cầu thủ này đóng vai trò thông báo bất ngờ cho quan hải rằng tin văn hậu qua đời chỉ là giả, đoàn văn hậu cũng đột ngột xuất hiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chủ nhân đoạn clip cũng tự cho mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa các cầu thủ để chào mọi người. Người này mượn tên Trần Đình Trọng để giải thích cho đoạn clip của mình, đây là POV thôi, đừng hiểu làm con. Cho những ai chưa biết thì POV là point of view, tạm dịch là quan điểm. Và lý do clip được làm từ quan điểm cá nhân nên người này mới mặc sức cho trí tưởng tượng bay cao bay xa như vậy. Dù là clip POV hay bất kỳ lý do nào khác thì phía dưới đoạn clip, netizen đã bày tỏ rất nhiều sự phẫn nộ, hàng loạt bình luận chỉ trích lên án hành động câu like phản cảm này của TikToker Bên cạnh đó, theo bio tài khoản, nhiều người còn phát hiện ra chủ nhân đoạn clip là fan cuồng Quang Hải, đồng thời có niềm đam mê mãnh liệt với việc ship cặp Hải Hậu dù cả hai chàng cầu thủ đều đã có bạn gái. Dù nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng phải nhấn mạnh rằng hành động sử dụng hình ảnh, thông tin của người khác để tung tin đồn tiêu cực như thế này rất đáng lên án và cần sớm được loại trừ trên mạng xã hội. Đồng thời bất kỳ ai cũng phải tỉnh táo trước những thông tin lan truyền chưa được xác thực.